tuyển Anh rộng cửa giành vé dự Euro 2020, rất dễ dàng ghi bàn vào lưới Bulgaria. Tuyển Anh đã ghi được tới 6 bàn thắng trước đội bóng được coi là lót đường tại bảng A vòng loại Euro 2020. Bulgaria thực sự gây thất vọng khi họ chưa hề thắng sau 7 lượt trận của vòng loại, thua tới 4 trận, hòa 3 trận và đứng cuối cùng của bảng A. Rashford mở tỷ số cho đội khách ngay phút thứ 7. Đội chủ nhà tiếp tục thăng hoa với các bàn thắng của Buckley và Sterling để vươn lên dẫn trước tới 4-0 sau 45 phút đầu tiên thi đấu thong dong trong hiệp thi đấu thứ hai. Tuyển Anh có thêm hai bàn thắng nữa do công của Sterling và Can để ấn định chiến thắng 6-0 chung cuộc. Với chiến thắng đậm ở trận đấu thứ sáu của bảng A, tuyển Anh tiếp tục đứng đầu bảng với 15 điểm, hơn Cộng hòa Séc 3 điểm, hơn Kosovo 4 điểm. Montenegro và Bulgaria chia nhau hai vị trí cuối bảng với vỏn vẹn chỉ 3 điểm. Với việc Cộng hòa Séc và Kosovo sẽ đối đầu với nhau ở lượt trận tiếp theo, thì tuyển Anh rất rộng cửa để giành vé dự Euro 2020 ở lượt trận tiếp theo anh sẽ thi đấu với montenegro chỉ cần có một điểm họ sẽ chắc chắn giành vé dự vòng chung kết tuy nhiên ngay cả thua tuyển anh vẫn rộng cửa đi tiếp khi ấy họ sẽ chờ lượt cuối cùng anh sẽ làm khách trên sân của kosovo ngay cả thua với cách biệt một bàn tuyển anh vẫn chắc chắn tiến bước mà không cần quan tâm sự cạnh tranh giữa cộng hòa séc và kosovo